Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì Chi đang đứng tại dãy 98 căn The Land Condo Villa của khu Diamond Brilliant, dự án Sedan City, quận Tân Phú. Thì hôm nay Chi sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn một vòng về thiết kế cũng như là không gian sống của những căn condo villa triệu đô này nhé. Nào, hãy theo chân Chi nhé. 98 căn The Land Condo Villa nằm vị trí mặt tiền, có 9 dãy từ V1 đến V9, ôm trọn công viên 16 ha cây xanh. Các căn đều sở hữu từ 2 đến 3 mặt tiền và tất cả đều view công viên trung tâm và công viên nội khu, thoáng mát, yên bình và hoàn toàn biệt lập. The Glen Condo Villa của khu Diamond Brilliant sở hữu đầy đủ các tiện ích đẳng cấp vượt trội. Công viên cây xanh nội khu, khu BBQ gia đình với hồ nước uống quanh mát mẻ, đường chạy bộ, ghế xích đu, ghế nghỉ chân thư giãn, khu tập gym thể thao ngoài trời, khu vui chơi cho bé, khu công viên riêng tư, không gian sống trong lành, không khói bụi, an toàn an ninh cho trẻ nhỏ và người già thư giãn. The Glen còn sở hữu hệ thống clubhouse xịn sò với đầy đủ các tiện ích, hồ bơi tràn, hồ bơi cho bé, gym, yoga, phòng thay đồ, sông khô, sông ướt, hệ thống nhà hàng phục vụ cho tất cả các cư dân Diamond Brilliant. Chưa dừng lại ở đó, tại tầng 12, 13 của khu Diamond Brilliant, quý cư dân còn có các phòng chiếu phim gia đình, không gian giải trí, bia, đài ngắm cảnh, công viên trên không, phòng hội họp. Cộng tiện ích đẳng cấp toàn diện này cũng góp phần làm nên giá trị của các căn The Glen khu Diamond Brilliant. The Glen thỏa mãn không gian sống của từng thành viên trong gia đình. Ông bà thì có không gian yên tĩnh, nơi về già, còn trẻ con thì có không gian vui chơi cùng bạn bè, vẫn an toàn an ninh, tránh xa các trò chơi điện tử, TV mà trải nghiệm không gian sống đầy đủ tiện ích. Cha mẹ thì sau những ngày làm việc vất vả, có không gian thư giãn, nghỉ ngơi, có các tiện ích để tái tạo năng lượng mới tràn đầy sức khỏe. Các căn The Glen Condo Villa có một hầm, một trệt, 4 lầu và một tum. Thì các căn có diện tích từ 5 x 17 cho đến các căn góc có thể 6.5 x 19. Diện tích sử dụng là 299.6 cho đến 415m2, chưa tính hầm. Các căn đều có từ 2 đến 3 mặt view, 5-6 phòng ngủ và 7 toilet, 7 ban công kính, rất là thông thoáng. Đặc biệt đó là tầng thượng mình sẽ có, thì mình có thể làm thành khu BBQ gia đình hoặc là những cái khu vườn mini, vườn cây cảnh để tạo những cái không gian riêng của gia đình. Các căn The Glen Condo Villa có một lối đi riêng dành cho tất cả các cư dân để mà mình đi xe hơi xuống hầm. Và sau đó là mình sẽ di chuyển thang máy hoặc thang bộ để lên các tầng của căn nhà. Chi đang ngồi bên xích đu trong một buổi chiều yên ả. Chi cũng đã giới thiệu với quý anh chị một vòng quanh các căn condo villa The Glen của khu Diamond Brilliant. Thì nếu quý anh chị muốn tận hưởng không gian xanh mát, ngồi bên chiếc xích đu để mà tận hưởng không khí trong lành này, cũng như tìm hiểu thêm các thông tin về các căn The Glen, thì hãy liên hệ với Chi theo số điện thoại 0902 611 882. Chi sẽ hướng dẫn quý anh chị đi thực một vòng thực tế cũng như là thêm cung cấp thêm các thông tin về dự án nhé. Xin chào quý anh chị các bạn.